tháng 7, hành trình đến với một vùng đất ấn tượng và kỳ thú, một cố đô cổ kính và rêu phong mang đậm giá trị lịch sử, một thành phố thơ mộng và yên bình. Một vẻ đẹp rất riêng mà không nơi nào có được. Điều gì sẽ thách thức bốn gương mặt mới? Mạo hiểm hơn, kịch tính hơn, tinh quái hơn. Hấp dẫn, mới lạ và mang đậm chất Huế. Mời các bạn đón xem Bạn đường hợp ý, hành trình 3 mùa 2 năm 2015 tại thành phố Huế vào lúc 22:30 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7. Một hành trình mới đã bắt đầu tại cố đô Huế cổ kính. Bốn gương mặt mới đã lộ diện, đó chính là cô nàng Á hậu biển xinh đẹp cá tính Hoàng Ngân cùng anh bạn có thân hình vạm vỡ Jesse đến từ Mỹ. Và đối đầu với họ chính là anh chàng người mẫu biển trai Hữu Long cùng cô nàng búp bê Nga xinh đẹp Diana. Hiện tại sau trang khởi động quanh thành phố Huế, Diana đã trở thành nhân tố bất ngờ khi vượt qua thử thách đu dây mạo hiểm một cách dễ dàng, giúp đội của mình vượt lên dẫn trước 2 điểm. Liệu ở những thử thách tiếp theo, cô nàng sẽ tiếp tục mang đến cho chúng ta những bất ngờ gì khác? Hay Hoàng Ngân và Jesse sẽ lấy lại vị thế? Chào mừng hai đội đã đến với nhiệm vụ tiếp theo. Các bạn nhìn cái trang phục này là các bạn nghĩ là sẽ phải làm cái gì? Đánh nhau chắc. Đánh nhau à? Nhưng nghe nói là cái này không phải là đánh nhau, cái này là cắt tóc phải không? Cắt tóc. Cái này là áo khoác cắt tóc. Bây giờ Long mời bạn đọc cho các bạn nghe. Hai đội chơi trốn tìm trong khu vực quy định, đổi vai trò đội đi trốn và đội đi tìm. Thời gian thi đấu mỗi hiệp là 10 phút. Đội nào có tổng thời gian trốn của cả hai thành viên lâu hơn được 2 điểm. Đây, trang phục của các bạn đây. Chọn màu như thế nào? Ai thích màu nào? Màu đen. Thôi, lấy màu đen đấy, dễ bị bắt hơn. Nói chung là đội nào? Muốn được giày ai thắng được giày nha. Thôi anh nói được giày đây. Anh biết chơi không? Ai thắng thì sẽ chọn một thắng. Anh muốn được giày không? Kéo, búa, bào. Ok. Đây nha. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Trời ơi, nó to ngoài vậy. Thích cái nào? Lấy màu đen. Đen, ok. Đội trốn sẽ có 1 phút xuất phát trước để đi trốn. Thế là các bạn đi trốn đi, bắt đầu. Tắt nhạc ra nhá. Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một. Đi tìm đi, bắt đầu. Chạy đi, chạy đi. Cái vòng đầu tiên Ngân trốn trước thì Ngân tìm một chỗ nào đó cái có thể là khuất tầm nhìn nhất, nhưng mà
Ngân chưa bị tìm ra thì Ngân đã tự chạy ra khỏi chỗ đó rồi, tại Ngân nghĩ là đã bị nhìn thấy. Lúc đó Ngân thấy Đà Na đang bọc về phía Ngân rồi. Rồi sau đó thì qua kia. Nhanh. Thôi. Đứng lại đi. Trời, em vội quá trời luôn. Mệt quá. Anh Lâm ơi, đã đuổi nha, em bắt được rồi đó. Đây đâu có đường đâu chạy. Sao không chạy theo? Em chặn đường này đi. Anh chạy đường ngoài nha. Thì do là sợ bị bắt quá cho nên cứ chạy thôi, mà càng chạy thì càng đuối. Mệt quá. Đến đời. Chạy đâu nữa? Em ơi. Không được hả bà? Mệt quá, chạy hết nổi. Chạy hết nổi luôn. 2 phút 57 giây. Anh thì không khỏe đâu. Đội của Long với Đà Na sai lầm khi mà tìm và đuổi bắt anh Jesse trước. Không khỏe. Bên kia kìa. Chặn đầu ấy. Đây này. Nhanh. Na ơi. Đâu rồi? Biết Lâm rất là mệt mỏi nhưng Lâm rất là gì? Cứng đầu hả? bốn phút mười chín giây. Đây, mình sẽ bắt đầu hiệp thứ hai. Lần này Long với Dana đi trốn, Ngân với Jesse đi tìm. Long sẵn sàng chưa? Thế là đội đi trốn xuất phát. Đi không chạy lắm, chạy má bỏ giày ra luôn kìa. Còn Jesse mệt không? Không. Yeah. Ngân thì sao? Mệt. Nãy Long chạy với anh nhiều á, Dana đâu có chạy đâu. Còn 30 giây nữa. Nhỏ nó đi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Đội tìm xuất phát. Em đi dọc ngoài nhé. Bạn Long thì đã bị chảy tay và rất là mệt rồi, cho nên cũng để cho bạn Long ngồi một góc để đây này chạy. Anh ơi, đây Na nè. Rồi, đem nó đi bắt. 47 giây. 47 giây. Long bị bắt ở bối cảnh là đang ngồi im tin thít và đợi bắt thôi, không chạy kịp. Chạy không được, chịu. Lấy rồi, ok. Lấy rồi. 1 phút 19 giây. Và đi công bố kết quả. Tổng thời gian trốn của Ngân với Jesse đã là 7 phút 46 giây. Yeah. Còn tổng thời gian của Long với Diana là 2 phút 6 giây. 2 phút 6 giây. Thế là rõ ràng Jesse với Ngân đã thắng và được 2 điểm. Đấy, chúc mừng hai bạn.
Tuyến con heo hả? Ừ. Nai nó kìa. Đã mập quá kìa. Sừng rú. Dung. Đây, chào các bạn. Bây giờ nha, trước khi đọc nhiệm vụ, bây giờ các bạn nhìn. Anh đi xe làm ví dụ cho các bạn. Ừ. Điện thoại nữa hả? Anh lấy điện thoại lại. Đâu? Bị kích Mỹ hả? Cái gì trời, không thấy gì hết. Anh đi. Vô đi, vô coi. Anh đang làm thử đó. Đợi nó hút nha. Đợi nó ăn hả? Hả? Cây này heo ăn hả? Trong thời gian tối đa 20 phút, hãy tìm cách chụp hình với hiêu sao, sao cho phải có ít nhất một thành viên chạm vào cơ thể của con hiêu. Trong thời gian quy định, nếu hoàn thành nhiệm vụ được 3 điểm, nếu cả hai thành viên chụp được với hiêu, được cộng thêm 2 điểm. Đó, tôi giả là 5 điểm. Và thời gian của các bạn, 3, 2, 1, bắt đầu. Anh chạm vào, em chạm vào, anh chụp. Em tự chụp. Nhanh đi rồi, ban. Em có hiểu không? Em tự chụp với con heo đó, em chạm vào người con heo, còn anh sẽ chụp, chạm vào người con heo. Em sẽ chụp cho anh chạm người con heo sao? Anh một tay anh cho nó ăn, một tay anh sờ nó nha. Em sẽ chụp cho. Nhẹ nhẹ thôi, sờ một tay kia là phải sờ một người mới được. Nhẹ nhẹ thôi cho nó ăn. Từ từ thôi. Ngồi xuống đi na. Rồi. Ngồi xuống. Sao nó chạy hết trơn rồi, không chịu đâu. Nó sợ mình á. Thôi đi, mình phải đi vòng chặn đầu. Dạ. Đứng yên đi mà. Chạy dữ vậy trời. Bây giờ mình ra lấy đồ đi. Ra lấy quần áo. Lấy quần áo đi, chứ nó sợ quần áo. Để đây nhá. Ngồi đây nè, ngồi chùm hổm thôi nha. Không, ngồi phía sau cục đá rồi để em gác cái cây lên. Hello. Ngồi phía sau này thôi. Ở dưới. Ngồi sau này nè. Đá, che, để che anh lại. Em sẽ ngồi xa ra. Theo tới trước rồi đó. Come on baby. Anh rút cái cây đó gần về phía anh đi. Từ từ, bởi vì họ phải tin vào. Kéo lại gần anh để có gì anh. Rồi ngồi yên nha, đừng đúng đậy. Trời ơi, mấy bạn đang nói, bạn nó đi luôn rồi kìa. Chú ơi, chú giúp con với. Khó quá. Thôi bây giờ mình chụp được một con cũng được nữa. Cố gắng thì ra con heo vậy. Anh, nhưng mà anh đến rồi nó đi. Anh đến đi rồi em chụp cho. Không biết luôn á. Trời toàn heo không vậy trời, hu vô ăn coi. Nhưng mà nếu heo vào đây. Trời anh làm sao mà heo bu anh không vậy trời. Rồi để em đi. Rồi giờ ở đâu đó, 2, 3. Từng con nói. Qua đây anh cho heo ăn thử, có gì em chạy qua nha. Na. Na ơi, chụp cho anh à. Na, chụp anh à. Ra đây chụp cho anh đi, chụp con heo con này nè. Rồi, ok. Nhanh lên, sắp hết giờ rồi. Em dễ thương hơn anh, nên no, người ta chưa chắc đâu nó sợ em mà. Phải lấy thêm cây mới che nổi em chứ trời. Được rồi, được chưa? Mà cây đồ anh kia nữa. Mà kia nó thấy mình mà. Mình chỉ gặp 2 phút. Hả? Em ngồi kia, sau đó họ sẽ đi xa, rồi nó sẽ quay lại. Đúng chưa? Đụng đi, đụng hẳn đi anh. Rồi luôn đi anh. Rồi luôn đi anh. Không thể nào đụng vô nó được đâu. Đi nhanh lên, anh bắt nó rồi em chụp luôn, không cần phải đụng nữa, em bắt nó luôn. Rồi bắt nó luôn đi. Rồi em giơ rồi. Em chuẩn bị hết đèn rồi, hết ánh sáng này đủ hết rồi. Không bắt nổi đâu. Rồi. Chụp liên tục nha. Rồi. Nhanh. Rồi. Chụp chưa? Rồi. Được rồi. Rồi.
Cái đó khuất tầm nhìn quá em không chụp được. Chưa, một phút nữa. Một phút nữa cố lên anh. Đụng bên này đi, đụng bên này đi. Trời ơi, không được. Điện thoại em hết dung lượng. Đây, 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 anh xin. No. Chụp chưa? Chưa, 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 từ từ, từ từ. Đang chụp. Rồi. Đúng chưa? Rồi. Chụp được không? Em có đưa lên chụp thôi, em chả biết nữa. Thì đụng rồi đúng không? Rồi. Chụp từ phía sau. Một lần, ok, có một lần. Diana thì thế nào? Yeah, rất là khó bởi vì con nào cũng chạy tùm lum hết và mình cho nó ăn thì mấy chị ăn rồi. Nếu mà chụp hình chung thì còn dễ nhưng mà để mà đụng vào nó thì nó rất là sợ và nó không cho phép thì sợ vào rồi. Không. Thì Diana đã xin phép mà không cho phép à? Long thì Long ở nhà thì Long thích mèo thôi. Với Long không thích heo hay là thích heo vậy đó. Cho nên là cũng không có thiện cảm về mấy con vật này. Rồi, cho anh đi xem kết quả của cái bạn. Trước hết là đội của Ngân. Cho xem rõ không? Cái đó vậy. Thì là cái này anh cũng có chạm rồi đúng không? Cái tấm này nè. Jesse? Yeah. Jesse đã chúc cả cái mũi của nó như thế này đúng không? Căm cái đầu của nó như thế này hả? Như thế rồi. Như là chúc cái sống mũi thôi. Còn hình thứ hai, Ngân? Em chưa. Không có. Cái này em không nhớ được là người thứ hai là phải chạm heo hay là chạm hưu. Rồi, mà sao bạn nghĩ là phải chạm mà heo? Bạn bên kia nói. Hay thôi chụp mấy con heo trước đi. Ủa có cần chụp heo không? Có. Vậy hả? Heo là chụp sao? Heo hoặc là hưu hả? Đâu, phải là hưu sao? Heo và heo mà được một cái thức 3 điểm, một cái thức 2 điểm. À. Đọc kỹ cái đề bài. Các bạn hãy tìm cách chụp hình với hươu sao, sao cho phải có ít nhất một thành viên chạm vào một phần cơ thể của mình vào hươu trong bức hình. 3 điểm nếu thành viên còn lại cũng hoàn thành nhiệm vụ như vậy thì cộng thêm 2 điểm. Đó. Có chữ heo ở đâu không? Không có. Chỉ là hươu sao đúng không? Đúng rồi. Rồi. Ủa không phải Diana. Chạm heo hả? Diana, okay. Phải không? Rồi, cũng sờ vào rất là nhẹ nhẹ. Nhưng mà góc này làm sao biết được giờ không? Nhưng mà vẫn, nè, thấy cái ngón tay. Ba ngón tay này ấy, vẫn sờ vào. Còn hai ngón này thì không, nhưng mà đúng không? Đúng. Rồi, ok. Rồi. Được thế nào? Được rồi. Được thế nào? Thấy chưa? Kia. Thế là chúc mừng. Ngân về Jessie đã giành được 3 điểm vì Jessie đã sờ vào con hươu dao. Và chụp hình chứng minh Diana với Long cũng đã có một tấm hình, một thành viên trong đội đã sờ vào, hiểu sao và chụp hình chứng minh, thế là được 3 điểm. Okay. Bây giờ mình chia tay với cái con hiểu sao và mình sẽ thực hiện nhiệm vụ tiếp theo. Bây giờ mình sẽ về Huế và các bạn sẽ được học võ. Chào thầy ạ. Sau khi được học trong 15 phút, hai đội thi đấu môn võ Kinh Vạn An. Sau đó võ sư Trương Quang Kim sẽ đọc khẩu quyết cho từng đội biểu diễn, đội nào sai ít hơn được 4 điểm. Đây là bài lôi phong phiếm, lôi tiếng nổ, phong người gió, anh biến ra quả. Đây là một bài của vị vương tôn công tử ngày xưa trong triều đình. Bất ngờ gặp đối thủ thích khách mình, thì lời khí trong tay, đó là kết quả. Mà không bảo vì điểm rồi. Nó dung nhung để chống cướp, nhưng rất là nguy hiểm.
đầu chúng ta tập bay lôi phong phiêm. Lôi phong phiêm. Đưa tay này. Rồi đưa tay này, rất đẹp này. Đưa cái quảng trục đó. Mặc nó tới trước. Lắc tay. Chào. Một. Thiết phiến kinh tâm. Thiết phiến kinh tâm. Thiết phiến kinh tâm. Lùi bắt bố. Lùi bắt bố xuống mô sức. Rồi lùi đó, lon tay qua này. Lùi, khỏi lùi đó, được lên. Xuống ra. Quạt này, đặt cái quạt đó, đúng rồi, rất là nhẹ. Thái bình phải đó. Ba. Em quạt này, nè quạt xuống. Không thấy rồi. Nè, chúng ta đây. Thái, xuống đó. Bốn. Đó, đúng luôn ngực này. Thấy chưa? Khi thì phụ thẳng mình là vì em đập tay này. Em đập, em chọc người thay được xuống này. Thấy chưa? Thấy chưa? Nó gặp đấy, 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 thiết phiến kinh tâm. Hai. Ba xuống bắt. Đúng rồi. Bốn lùi chân vầy. Đi đường. Năm đánh hét. Dạ. Đó, mặt lê cũng cười nghe. Hàng quạt phải thắng nghe. Hàng quạt phải thắng nghe. Tiếng từ xuống âm. Đó. Buông phong thử xoay này. Đó. Xoay đòn này. Ngược tới. Đập xuống đấm lên. Đó. Đó. Đấm lên, đấm lên. Đấm cái đăng con cô ạ. Đó, thấy không? Đúng rồi. Làm lại coi. Một. Đào. Đó. Hai. Thiết phiến kinh tâm. Kinh tâm là cái này này. Đó. Ba. Vậy, vậy, vậy. Nhẹ này. Bốn. Thiết phiến xương lâm. Đâm. Đóng chìm chim hẹn bay này. Xương lâm là bay, bay ra rừng này. Xương rừng này. Năm. Cuồng phong ảo thị xoay. Đập xuống. Đập. Không, em phải đập. Đập cái mặt của mặt này. Đập đột. Long với Diana giành được điểm. Chúc mừng.